Chào các bạn đã trở lại kênh chuyện ma tác giả Hàng Bảo Hôm nay Bảo xin mời các bạn cùng nghe qua một câu chuyện Câu chuyện này được em Bích Phê kể lại Và diễn ra trên chính bản thân của em Đó cũng được xem như là một nỗi ám ảnh Đối với em cho đến tận bây giờ Thì em Bích Phê á Năm nay đã 30 tuổi rồi Và câu chuyện này xảy ra khoảng 13 năm trước khi mà em mới có 13, 14 tuổi và đang học lớp 7. À, bảo tạm gọi là em Bích đi ha, cho dễ kể chuyện. Thì em Bích á, quê ở Khánh Hòa. Thời điểm đó là em mới 13, 14 tuổi thôi và đang đi học lớp 7. À, khu vực đó đó, từ nhà của em Bích cho tới trường là cách phải 3 km, ba cây số. Nhưng mà không có phải là có cái đường thẳng cho mình đi đâu. Đi phải đi qua cái cái này, đi qua cái kia, qua suối, qua cầu. Nói chung là cái đoạn đường đi rất là vất vả. Mà một đứa tạm gọi là đứa bé thì, thì nó hơi nhỏ. Thì mình gọi là đứa trẻ đi, khoảng 13 tuổi. Mà phải lội một cái đoạn đường khá xa như vậy đi học, mà đi học mỗi ngày nữa. Nhưng mà nhà cửa đó thì không có gần nhau Cho nên là mỗi em đi học như vậy Thì chỉ tự giác đi một mình thôi Em Bích cũng là những cái trường hợp như thế Bữa đó em đi học vào buổi trưa Đi đến nửa cái đoạn đường Thì sẽ có một cái đường dày xe lửa Đi qua khỏi cái đường dày xe lửa này Khoảng tầm 200 thước Sẽ có một cây cầu bắt ngang cái suối à, Cái suối này thì không có sâu lắm vào cái lúc mà nước nó 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 lên á thì nó khoảng tầm thắt lưng thôi còn khi mà nó giật nước xuống á thì mình có thể lội qua được uh, khoảng tầm dưới dưới đầu gối chút xíu thì cái buổi trưa này đi học á hồi đó tới bây giờ em bích luôn đi trên cây cầu này bữa nay em bích đi tới cây cầu thì vừa đi tới cây cầu đó cái người mà đang đi cầu cái cầu thì nó sẽ cong lên như vậy nè thì khi dòm cái ánh mắt của cái người mà đi cầu người ta sẽ hướng lên khi mà người ta tới chân cầu người ta hướng lên thì em bích hướng mặt lên thì thấy ở giữa cây cầu có một người đàn bà và cái người đàn bà này nè thì mặc cái bộ đồ trắng tóc thì xỏa dài đang đứng ở chỗ cái thành cầu á và dòm ra phía bên ngoài em bích mới đi gần tới nhưng mà lúc này thì bắt giác có một cảm giác lạnh lạnh còn em bít thì lạnh thì lạnh nhưng mà em cứ cứ nghĩ là mình đi tới suối à, chỗ mấy cái chỗ suối thì cái hơi nước á nó lạnh là chuyện bình thường em không có nghĩ gì hết và cứ như vậy đi lên cầu trước tới bây giờ đó thì đi học à, thầy cô có dạy là gặp người lớn thì phải chào cho nên là em Bích đi ngang đó thì đi vừa tới cái chỗ cái người đó cái người đó thì đứng uh, quay mặt ra vách cầu có nghĩa là quay lưng lại với em bích em bích mới lên tiếng hỏi cô ơi cô đứng đây làm gì vậy cô thì cái người đàn bà này nè từ từ quay mặt lại nhưng mà giờ em bích với cái thái độ là giống như là ngỡ ngàng và thắc mắc là tại sao giống như kiểu là tại sao nhỏ này nhìn thấy mình đó nha cái kiểu như vậy đó thì cái người đàn bà này cũng trả lời và trả lời như thế này cô ở đây cô chờ bạn ủa vậy hả cô mặc dù em biết trả lời nhưng mà nhìn vô cái mặt của cái người đàn bà này thì có cảm giác sợ là tại vì khuôn mặt của bà ta đó là trắng bệt. và có hai cái thâm quầng ở mí mắt kiểu mà nó đang đen á nhìn vô nó hơi bị ghê cho nên là em bích sợ nhưng cũng gặt đầu một cái và bỏ đi em bất cứ như vậy mà đi xuống cây cầu thì luôn luôn có cái cảm giác là cái bà cái người đàn bà này nè là luôn dòm theo mình nhưng mà lúc đó không hiểu sao đó em bích sợ mà cũng phải ngoái cái đầu lại cái kiểu là con nít đó chưa có biết thì ngoái cái đầu lại thấy cái bà người đàn bà này nè cứ giờ mình lơm 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 dòm theo hoài, theo hoài vậy đó. Mà em Bích sợ rồi. Sợ là sợ theo cái kiểu là uh, gặp cái người lạ mà cái người lạ cứ giờ mình hoài thì sợ chứ không có nghĩ tới cái chuyện là ma. Thì em Bích cứ vậy mà đi thì cũng đi ngang được. <laughs> đi ngang được thì cách khoảng cái tầm 100 thước á nhưng mà chỗ đó thì khi mà dòm lại vẫn thấy được cái cầu. Em Bích mới ngoái đầu dòm lại thì không thấy cái người đàn bà đó đâu nữa. dòm thiệt là kỹ luôn cũng không có thấy mà buổi trưa mà có suối thì xung quanh cũng cây rừng rất là nhiều nó hoang vu lắm một đứa con nít phải đi ngang chỗ đó vừa gặp một cảnh tượng lạ thì lúc này á nó không phải là đơn thuần là sợ một cái người lớn tuổi nữa mà cảm giác của nó là đang nổi hết da gà nó sợ ma cây mới cố gắng em bớt đi thiệt là nhanh tới trường tới trường học rồi đó thì em mới đi về, khi mà đi về á thì cũng không có đi chung với bạn. Học xong hết rồi cũng không có đi chung với bạn, một mình đi về thì em sợ, em không có dám đi lên trên cái cây cầu đó nữa. Mà ở cách cây cầu khoảng tầm 200 thước. Thì ở đó nó có một cái nước nó cạn rồi. Và người ta có để những cái khúc cây lớn để cho bước qua đi qua cái suối á thì em Bích mới chọn là cái đi ngang đường này chứ không có dám đi lên cây cầu nữa sợ phải gặp cái người đàn bà hồi trưa cái em mới đi thì bây giờ là khoảng cái tầm hơn 5 giờ chiều mà ở gần cái chỗ suối rồi đó xung quanh là cây rừng đó thì nó lạnh lắm nước suối cũng rất là lạnh và nó âm u cho nên là em bích á em em đi em đi qua mới có được khoảng chừng ba bốn bước chân ra khỏi cái đựa làng nước thôi thì theo cái phản xạ của cái đứa con nít á nó gặp cái hiện tượng lạ thì nó mới kiểu mà nó nghiêng nghiêng người nó dòm qua cái cầu mà chưa có dám dòm thẳng thì lúc này nó đi mà nó cắm cắm cái đầu xuống nó nghiêng nghiêng người thôi nha thì nó nghe được cái tiếng ở trên cây cầu có tiếng con nít tiếng con nít hai ba đứa đó, nó, nó nó giỡn á, nó chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại. Nhưng mà lúc đó thì em Bích dòm chưa có giỏ, có điều thì nghe tiếng con nít cỡ cái chạc tuổi mình rồi. Em Bích mới bình tĩnh lại và quên đi cái chuyện nếu mà bây giờ mình dòm lên giỡn á, thì gặp cái người đàn bà thì sợ, chắc chắn là sẽ sợ. Mà bây giờ là nghe tiếng con nít rồi, không phải là bà ta thì em Bích mới, mới đỡ sợ. Và hiếu kỳ của đứa con nít á, đi lại coi ai giỡn có thể là bạn bè mình nó đi về rồi nó 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 giỡn hay sao thì em bích mới đi lại khoảng cái tầm trăm thước chỉ cách cây cầu khoảng một trăm thước nữa thôi thì em dòm lên thì rõ ràng có hai ba đứa con nít là nó chạy giỡn trên cái cầu á chạy qua chạy lại vượt vòng tròn vòng tròn, tròn vậy nè nhưng mà giờ mặt đứa nào đứa nấy thì cũng chưa có quen tướng tá dòm chưa có quen bởi vì em bích mới đi lại gần nữa coi sao có phải bạn mình hay không thì đi gần gần nữa đến khi mà chỉ còn cách khoảng mười mấy hai mươi thước thôi thì cái khoảng cách này đủ để em bích có thể dòm được ai đó đứng trên cầu lúc này thì dòm lên thì cả ba đứa bé ở trên mặc dù nó chạc tuổi mình nhưng mà không có cái khuôn mặt nào quen thuộc cả lạ quắc lạ quơ luôn mà theo như cái sự hiểu biết về của em bích đó, khi mà cha mẹ nói đó thì cái đường này chỉ là đường học sinh đi học thôi còn những cái đứa bé mà không có đi học hay ở những cái nơi khác thì nó không có tới đây làm gì thì tại sao bữa nay lại có ba cái bạn dẫn dẫn trên cầu thì thôi mình không biết thì thôi cũng không có nên hỏi nhưng mà vừa khi mà quay mặt đi định đi đó thì nghe cái tiếng kêu bạn ơi bạn ơi vừa nghe cái tiếng kêu thì em Bích mới quay mặt lại và dòm lên cây cầu thì lúc này ba cái bóng này không còn đứng ở dưới cây cầu mà giỡn nữa nó đang đứng trên cái hành lang cao á nó đứng trên đó luôn mà ba đứa đứng theo cái kiểu là người bình thường không thể nào đứng được đứng không cần đứng trên hành lang cao mà đứng thẳng người xuống như vậy nè thì ai mà đứng được làm gì mà giữ thăng bằng được tới mức độ đó trong khi chỉ là ba đứa con nít thôi thì em bích mới quá sợ nhìn cái mặt của ba đứa này thì hoảng sợ thì bỏ chạy bỏ chạy một mạch về nhà luôn em bích chạy về tới nhà thì lúc đó cha mẹ đi làm chưa có về mồ hôi mồ cơ gì đổ đầy người hết trơn á nhưng mà trong cái tâm tưởng của em bích á thì chưa có nghĩ đó là cái chuyện ma cỏ mà chị nghĩ đây là những cái người mà sao đáng sợ quá không hiểu sao lúc đó tâm trí nó nghĩ như vậy đó và mấy cái người bạn này nè Sao mà lại làm những cái hành động cũng như là những cái khuôn mặt của những người bạn này nhìn ghê quá Chỉ nghĩ như vậy thôi Cho nên là khi mà cha mẹ về đó Cũng không có kể lại Nhưng mà đến ngày hôm sau Và mấy hôm sau nữa thì em ít, uh, em ít bị bệnh Nó cứ lúc sốt rồi lúc hết Rồi cả người nó mệt nó quể quải Làm cho em ít không thể nào đi học được cha mẹ ở nhà thì cũng uh, mua thuốc à, mua thuốc này tôi kia uống hoài uống hoài mà không có hết nó chỉ là thuyên giảm được thôi chứ hết thì không hết và cái bệnh đó nó kéo dài đến khoảng một tuần thì em bích mới kiểu là là, là sắp hết rồi đó à, bệnh một tuần thì uh, cái bệnh nó cũng bắt đầu giảm và bắt đầu hết à, chỉ đợi một hai ngày nữa thôi cho khỏe hẳn rồi bắt đầu đi học lại thì trưa bữa đó Cha mẹ mới vừa đi làm thôi Em Bích mới đi ngủ Ngủ một giấc thức dậy rồi Thì lúc đó khoảng cái tầm 12 giờ mấy trưa Cái em Bích đang ngồi ở trong nhà Kiểu mà buồn mà không có gì làm Bạn bè thì đi học hết rồi Bản thân thì ở trong nhà một mình cho nên cũng buồn Cái mới dòm ra ngoài Theo kiểu dòm vô vơ dòm này dòm cái kia thôi thì đang dòm như vậy thì thấy có một cái đứa cái đứa này cũng chạc tuổi của mình vậy đó nhưng mà nó đi vô thì nó đi vô từ cái phía ở ngoài đường á đi thẳng, thẳng 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 vô cái nhà của em bít á thì kế bên cũng có một cái nhà nhưng mà nó có một khoảng cách khoảng cái tầm hai thước và phía sau đó người ta có ngăn cái vách lại nó giống như là một cái chữ u đi vào cái chữ u đó là đi vào cái đường cùng mà cái đoạn đường uh, ngăn cách giữa hai nhà đó nó ngắn thôi nó không có dài nó khoảng cái tầm 12 13 thước thôi. Tự dưng cái đứa đó nó đi vào cái đường chữ U đó đó. Và nó đi thẳng ra phía sau. Cái em bích đó mới thấy lạ là sao cái người này lạ quá. Đó giờ mình không có gặp, không phải là bạn ở sớm, cũng không phải là bạn học của mình luôn mà sao lại đi vào cái đường trống giữa hai cái nhà mà cưới bên nhà mình mà bây giờ bước ra coi cái em bít mới bước ra bước ra và đi ra coi đi theo thì thấy rõ ràng cái đứa bạn này nè nó vừa đi vô khuất một cái thì em bít chạy vô ở trong cùng là cái chữ u mà cho nên là nó, nó bích đường rồi nó không còn đường nào đi ra bất cứ cái đường nào chứ chỉ có cái đường đó đi chỗ đó là buộc lòng phải đi ngược trở ra thôi nhưng mà lạ một nỗi là khi em bít chạy ra nhìn vô cái cái hẻm kế bên nhà mình cái hẻm chữ u đó, đó thì không hề thấy cái người đó đâu em mới thấy lạ lắm rồi tại sao mà đi vô đây đi thẳng vô đây là cái đường cùng mà sao đi tới đây rồi biến mất không có cách nào không có leo đường nào mà ra được hết thì em bích mới mới gãi đầu kiểu con nít mà chắc là mình dòm lầm thế như vậy mới đi ngược vô trong nhà vô trong ngược trong nhà mà cũng hơi thắc mắc là tại sao cái bạn đó có thể đi được vào đó mà đi không có giống như là là cái người mà vô hình vậy đó đi cái biến mất luôn thì ngồi chơi chỉ khoảng cái tầm 10 phút thôi thì một lần nữa lần này không phải là đi từ ngoài đường vô nữa mà đang đứng trước sân nhà dòm vô bích và khi mà em dòm ra đó thì em thấy đúng là cái người hồi nãy nhưng mà lúc đó không hiểu sao nha không có nói chuyện được <laughs> mặc dù muốn hỏi coi các bạn đó là ai tại sao đi tới nhà mình đứng ở ngoài sân mà hỏi mà đứng như giờ mình như vậy có điều thì không có thể nào mà lên tiếng hỏi được hết chứ thì cái người đó mới đứng giờ em bích xong rồi lại tiếp tục đi vô cái con hẻm đó cái con hẻm chữ u á. lần này thì em bích giỏi <laughs> chạy theo chạy thiệt là nhanh theo coi thử coi cái người đó đi làm sao tới khi mà chạy ra tới cái đầu cái chữ u dòm vô á thì cái bóng nó mất tiêu nữa Y như lần trước luôn Thì lúc đó em Bích sợ lắm Không có dám đi ra mà chạy thẳng vô nhà đóng cửa lại Cho tới khi mà cha mẹ về đó Thì em Bích mới ra cởi lại là mình gặp như vậy như vậy Thì lúc này Nhưng mà em Bích chỉ cởi là chỉ cởi cái chuyện mà Có cái người đi vào con hẻm chữ u à, Ngăn cách giữa hai nhà thôi Chứ không có cởi cái chuyện mà đi ngang suối cái cha mẹ mới thấy lạ rồi và hình như là cũng ngờ ngợ suy đoán theo kiểu suy đoán thôi chứ chưa có dám chắc à, đôi khi con mình chưa nắng rồi nó nó mệt trong người đó giờ nó ảo giác cũng 50 50 nửa tin mà nửa không thì tối đêm đó cái người mẹ nè do là em, em bích mới vừa khỏe lại thôi chưa có khỏe nhiều bởi vậy ngủ thì từ khi em bích bị bệnh là ngủ chung với em bích cái đêm nó đang ngủ Em Bích đang nằm như vậy thì tự dưng nói mớ Ngồi bắt dậy ua a mà nói cái trong họng nói ra cái tiếng gì đâu không à Nghe không có rõ Thì đó chỉ là một cái hiện tượng nằm mớ bình thường thôi Cái người mẹ mới giật mình Giờ mới cửa quậy con mình cho nó thức dậy Để cho nó khỏi mớ nữa Thì khi em Bích thức dậy á Mồ hôi một cơi đổ đầy người hết trơn á Có điều thì cũng bình thường Chứ không phải là cái hiện tượng gì nó nó đáng sợ lắm Nhưng mà sáng ra em Bích lại tiếp tục bị bệnh mà cái lần bệnh này á nó kéo dài hơn cái lần trước nữa vì cái lý do đó đó mà cha mẹ của em bích mới là nghi à, nghi con mình chắc kiểu mà bị người âm ám hay là theo gì rồi mới kiểu mà bệnh mới vừa hết lại chúng bệnh trở lại mà trước đó nó đã kể cho mình nghe có một cái đứa bé nào đó đứng ở phía bên ngoài và đi ngang cái chỗ ngăn cách giữa hai nhà rồi biến mất Tại vì cha mẹ thì thừa sức biết cái đường đó đường cùng mà không có người, đừng nói là con nít người lớn đi vô á mà không đi ngược trở ra là không có cái đường nào khác để đi hết. Thấy như vậy đó thì cha mẹ của em Bích mới đưa em Bích đi xem bói. Lúc này đi xem bói thì khi mà đi xem bói đó cái ông thầy bói ông nói á là em Bích có căng âm rất là dễ bị những cái dòng hồn nó bám theo và nếu như cái chuyện giống y như cái lời em Bích kể thì có lẽ em Bích đã bị dòng theo rồi cha mẹ mới sợ mới là hỏi ông thầy cách quá giải thì ông thầy ông cũng cho bùa này nọ về rồi đeo rồi ngủ thì có lá bùa khác để dưới gối nằm thì sau khi mà được cái ông thầy đó ông cho bùa như vậy đem về nhà thì hết nhưng mà chỉ hết một khoảng thời gian thôi chứ không phải là hết luôn bằng chứng là khi mà em bích lên học lớp 8 bữa đó thì đi học thể dục lên lớp 8 thì học buổi sáng rồi à, trường đã chuyển là học buổi sáng còn buổi trưa thì tập thể dục cái em Bích mới đi nhưng mà lúc này á từ cái khi mà gặp cái chuyện mà uh, chỗ cây cầu đó bắt ngang suối mà gặp cái dông của cái người đàn bà với lại dông của mấy cái người mà bằng tuổi mình thì em ít bắt đầu sợ và không có dám đi một mình cho nên là cố gắng rủ một người bạn người bạn này cũng khá là thăng cái người bạn này hai người bạn đi chung thì cả một năm nay hai người bạn đi chung thì không hề gặp cái trường hợp gì cả cho đến khi mà cái ngày tập thể dục đó em bích với lại người bạn mới đi chung và đi qua cái đường dày xe lửa tới cây cầu lúc đi lên á, thì không thấy ai em bích đi lên em dòm thì không thấy ai hết trơn á bạn mình có đi chung nữa nhưng mà khi mà đi lên tới nửa cây cầu rồi mới có bước hai ba bước nữa thôi thì tự nhiên em bích giật mình ở phía bên tay trái của mình đó thì có hai ba người đứng mà hai ba người này là con nít không à cỡ tuổi của em bích không à có điều thì không có nhớ có phải là những cái khuôn mặt này là những cái khuôn mặt mà một năm trước mình đã gặp hay không thì không có chắc chắn cái chuyện đó chỉ thấy là tại sao hồi nãy mình đi lên thì mình không có gặp tới chừng mình đi ngang thì mình lại gặp cái em bích cũng sợ lắm không có dám nói liền mới đi xuống dưới cái chân cầu á thì mới khiêu khiêu cái người bạn của mình ơi ơi mày mày có thấy mấy cái bạn kia không ủa mày nói sao vậy tao có thấy ai đâu kìa kìa còn đứng trên kia kìa trên cầu kìa thì theo cái 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 chỉ tay của bạn bích thì cái người bạn này cũng quay mặt lên giờ cái lúc mà em bích chỉ á thì em bích đưa tay chỉ thôi chứ không có dám quay mặt lại người bạn này quay mặt lên dòm thì không có thấy ai hết ủa mày nói sao vậy tao có thấy ai đâu có, có mà hồi nãy tới hai, hai ba đứa đứng lặng mày quay lên mày dòm coi tao giờ không có thấy ai đâu thì em bích mới quay mặt lại dòm thì quả thật không có ai hết lặt đặt em bích chạy lên chạy lên cầu để mày dòm xuống nếu mà hồi nãy có người đó thì không thể nào mà đi nhanh khuất cái tầm nhìn mình được chạy lên cầu dòm thì dòm sẽ quanh quẩn không có thay hai hết có nghĩa là khi mà em em bít với lại người bạn mình đi lên bản thân em bít thì thấy còn người bạn mình thì không hoàn toàn không thể thấy em bít sợ cái mới lôi tay người bạn mình thôi, thôi thôi, đi lẹ lẹ đi nhưng mà cái lúc mà đi tới trường nè từ cái chỗ đó đi tới trường thì có lúc á em bít cảm giác là là có người đứng bên cạnh mình Ngoài người bạn mình ra thì còn có ai đó đang đứng bên cạnh mình nữa Nhưng mà dòm thì dòm không có thấy Và cái tâm trí của em Bích á Nó cũng không có được Bình tĩnh như bình thường đó Nó không được bình thường Là tại vì đang đi đang đi như vậy thì có lúc Cái đầu nó ngơ ngơ ngát ngát Không có làm chủ được cái bước đi nữa Thì có lúc thì Thí dụ như mình đi cái đoạn 10 thước đi Thì trong 10 thước đó thì có 3 thước là em bích không có tự chủ được cái chân của mình lúc thì quẹo qua đây lúc quẹo qua kia thì cái người bạn là thấy cái hiện tượng lạ đó mới nói thôi mày ơi mày giỡn cái gì mà giỡn đi đường đi ra cho đàng hoàng té bây giờ người bạn mình nói thì em bích nghe rõ lắm có điều thì trong cái tâm tưởng nó cũng không biết tại sao mình đã đi lạng qua lạng lại như vậy và tâm trí là hầu như nó có lúc nó mơ hồ nhưng mà không có giải thích được cho nên là cứ như vậy và đi tới trường Vô lớp học Thì Thầy mới kêu ra ngoài sân à, Những cái bóng cây mát và tập thể dục Em Bích Cũng ngồi như bình thường thôi Nhưng mà không hiểu sao đó nha Là đôi lúc á, thì chấm chóng mặt nó quay 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 vậy nè thì đôi lúc nó bình thường giống như là thể là 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 nó hết ngang xương vậy đó giống như kiểu nãy giờ là chưa từng bị chóng mặt nó lạ lùng như vậy đó thì được một lúc sau đó ông thầy mới kêu là chạy vòng 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 cái xăng đó chạy mấy vòng là cả lớp cùng chạy cái người bạn của em bích nè thì thấy em bích sao mà bữa nay có cái thái độ với lại cái, cái cái, cái cử chỉ nó lạ lùng cho nên là chạy thì cố gắng chạy gần bạn cái em Bích mới chạy chạy thì theo cái cái lớp học lúc đó là khoảng cái tầm 20 người thôi chứ không có phải là nhiều. Mọi người đang chạy cái dòng ví dụ đánh từ trái sang phải từ trái sang phải thành cái dòng đi. Thì mọi người đều chạy như vậy đó thì tóc ngang á em Bích tách ra khỏi cái dòng chạy cái dòng cái dòng cua của mọi người đang chạy chung. Tách ra riêng qua một phía. Ví dụ đang quẹo phải như vậy thì em Bích quẹo trái. Quẹo trái thì từ cái chỗ quẹo trái đó đó thì nó vẫn còn hơi trống trống nha nhưng mà bước qua khoảng cái tầm hai thước nữa thì lúc đó chỗ đó nó có cây cối rồi và đặc biệt ở chỗ đó nó lại có một cái cây bàn cái người bạn thấy rõ ràng là em bích quẹo qua trái xong rồi chạy thẳng vô đâm đầu vô cái bàn luôn và té bật ngược bật ngược ra thì cái người bạn này mới la lên cái thầy giải thể dục đó mới chạy lại sóc em bích lên thì cái đầu nó cũng sưng sưng nó bị đỏ đỏ chút xíu thôi chứ không có đáng kể nhưng mà tại sao chạy làm sao mà lại đụng vào cái cái bàn này? Từ cái chỗ mà cái giọng người đang vẹo phải đó cho tới chỗ cái bàn thì nó cách khoảng chừng 5 thước. Cho nên không thể nói là em biết chợt chân mà mắc đà mà té vô đây được. 5 thước nó dài lắm chứ đâu phải nó ngắn. Và theo cái lời kể của người bạn đó thì em biết tự động tách chứ không phải là bị mắc đà hay gì cả nhưng mà bây giờ đã té rồi, ông thầy mới ôm đem vô cái chỗ mát và hỏi đó, em em có sao không? Thì trong tâm trí của em Bích lúc này đó, cái lúc hồi nãy mình quẹo da mình không có biết. Tự nhiên lúc đó thấy chóng mặt là không biết gì hết. Nhưng mà tới khi mà đụng vô cái bàn rồi, bắt té da thì giật mình và cảm giác được là đau. Đầu óc cũng bình thường trở lại chứ không còn mà mơ mơ hồ hồ như cái lúc mà mới vừa bị nữa nó lạ vậy đó cái em mới nói là chắc tại nắng rồi em mệt thầy ơi thầy mới cho ngồi ở đó nghỉ em bích mới ngồi ở đó nghỉ thì ông thầy tiếp tục đi ra ngoài thấy em không có sao nè mới tiếp tục đi ra ngoài để mà dạy thể dục tiếp cho những cái bạn khác thì em bích ngồi ở đây ngồi một một mình dòm ra ngoài mấy bạn mình tập hoài đó thì thấy trong người khỏe lại rồi không có bất cứ bất cứ một cái vấn đề gì hết chỉ có điều là cái cái chỗ đụng á, thì nó hơi đau đau thôi cái em bích mới kêu thầy ơi thì ông thầy ông đi lại ông hỏi rồi sao rồi em khỏe chưa em khỏe rồi thầy ơi thầy cho em tập với mấy bạn đi chứ em khỏe rồi em có sao hết á ông thầy này mới lợi ông coi cái chỗ đau coi nó có bị sưng lên gì nhiều không thì nó bị sơ sát nhẹ thôi không có vấn đề gì hết nhưng mà ông cũng cẩn thận ông hỏi là bây giờ em tập được không tập được thì tập còn nếu tập không được thì bữa nay thầy cho em nghỉ em chỉ ngồi em coi thôi không sao thầy ơi em tập được đó, Thì Thấy như vậy đó ông thầy mới cho ra tập Nhưng mà ông cũng để ý à, Coi sức khỏe của em Bích có tốt hay không Sợ nhầm khi em Bích còn đang mệt đó Mà cố gắng ham vui hay gì đó Thì ra tập với bạn bè lỡ có chuyện gì thì không tốt Thầy để ý hoài để ý hoài Thì cũng thấy em Bích bình thường Không có bất cứ một cái vấn đề gì cả. đó Thì sau đó đã khoảng tầm Nửa à, tiếng đồng hồ sau Thì tới cái bài tập mà chạy ngắn thôi chạy khoảng chừng 20 thước thôi. Khi mà tới lượt em bích chạy đó, thì ông thầy ông có loại ông nói thì em mới té, chạy cũng từ từ thôi. Bữa nay là tập chứ không có kiểm tra gì cả, không cần phải chạy nhanh. Em bích cũng dạ, và khi mà chạy đó, mỗi chạy như vậy đó thì có hai, hai bên, mỗi người, <laughs> hai người bạn chạy song song với nhau chạy tới chỗ cái chỗ đích thì chỉ có 20 thước thôi thì em bích chạy và một cái người bạn khác chạy hai người đang chạy song song như vậy nè chạy cũng rất là chậm chứ không có nhanh nhưng mà tự dưng đang chạy như vậy thì lật đặt, đặt em bích té ngang một cái xỉu đầu óc quay cuồng hết trơn và té một cái bịch xỉu ông thầy mới hết hồn mới vía ông chạy lại chạy lại thì đem em bích vô trong trường giờ cũng uh, sức dầu này nọ đó thì học hồi đó thì em bích tỉnh lại nhưng mà ông thầy không có dám cho em bích học nữa mà trực tiếp đưa em Bích về nhà. Đưa về tới nhà đó thì lúc đó đó trong tâm trí của em Bích là nó mơ mơ hồ hồ. Có lúc nhận biết được là phía sau mình có người ôm. Ờ, ông thầy ông đi ra cái đường lộ chính á. Ông lấy xe ông chở về. Cái đường lộ chính đó nếu mà đi xa, khá là xa. Tới nhà em Bích hay gì chỉ có từ trường tới nhà em Bích ba cái số. Nhưng mà nếu mà đi là cái đường tắt á cái đường mà đi ngang, ngang đường dài xe lửa rồi cây cầu thì 3 km nhưng mà đi cái đường ngoài gấp đôi thì trong cái lúc mà chở về thì có người ở phía sau ôm em biết cứ mơ mơ hồ hồ và cảm nhận được là thầy mình đang chở mình về nhưng mà hỏi mà cố gắng mở con mắt ra thì lại không có thấy thầy mình mà thấy ở bên đường ở bên đường có mấy cái bóng đứng đứng và dòm theo mình và mấy cái bóng này rất là quen có điều nhớ ra thì không nhớ chính xác đó là ai mà hỏi nhìn vô là cảm giác quen tới khi mà về tới nhà đó thì thầy cũng vô ngồi uống nước với cha mẹ em bích và kể lại những cái hiện tượng mà khi nãy em bích đã gặp thì mới yêu cầu là cha mẹ đem đi bác sĩ khám bệnh viện rồi đó khám coi sao cha mẹ em bích thì cũng tiếp Ờ, ông thầy xong đó thì thấy em bích cũng khỏe rồi lúc đó là tâm trí nó nó minh mẫn trở lại rồi giống như thể là nãy giờ chưa từng được chưa từng xỉu vậy đó. đến độ ông thầy cũng thấy lạ mà thì độ khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì ông thầy em ra về ông ra về rồi đó thì cha mẹ của em bích nè mới hỏi là con khỏe chưa thì thấy khỏe rồi nhưng mà thấy trời cũng còn nắng đợi cho tới chiều trở đi Đi tới bệnh viện khám thì người ta chỉ nói là em Bích bị say nắng nhẹ thôi chứ không có cái bệnh trạng gì cả. Thế vậy mới đưa mới đem về. Nhưng mà cũng y như lần trước. Qua mấy ngày hôm sau là em Bích lại tiếp tục bệnh. Bệnh kêu bằng là, là, là y như cái lúc trước vậy đó. Bệnh cả tuần lễ nhằm khi cả nửa tháng mới hết. Gần hết rồi thì em Bích lại tiếp tục gặp một cái chuyện Mà cái chuyện lần này nó còn đáng sợ hơn gấp mấy lần lần trước Thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng của em Bích luôn Đó là khi sau cái lúc mà bị bệnh đó Là khoảng cái tầm nửa tháng thì nó đã giảm muốn hết rồi Bữa đó đó em Bích mới nằm giỏng ngủ ở ngoài cái Mấy cây ba trước nhà đó Thì mắt cái giọng ở đó bữa đó thì trời cũng mát mặc dù là giấc trưa rồi khoảng cái tầm 11 giờ mấy rồi nhưng mà trời mát với lại có cái cây nó che đó với là dân cái giọng thì ở trong cái hiên nhà mình cho nên là không có ánh nắng nó chiếu vô em bích mới nằm đó ngủ trưa thì đang ngủ như vậy thì em có cái cảm giác có người đập đập vô cái vai vậy vậy đập lần đầu á thì em bích không có dậy nha tại vì lúc đó ngủ đang ngon mà không có không có dậy thì nằm lại thì khoảng cái tầm chút xíu thôi giật giật cái giọng giật liên tục luôn đến độ mà em Bích phải giật mình giật mình bắt ngồi dậy rồi thì thấy cái người bạn của mình nhưng mà cái người bạn này thì lại không có đứng gần mà là đứng ở ngoài xăng á cách em Bích khoảng cái tầm mười mấy thước lần là... cái em Bích mới nói ủa sao nó mới giật giọng mình mà sao nó lại đứng ở ngoài đó ta nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng mà bích vẫn lên tiếng kêu và hỏi cái gì vậy mày bữa nay sao mày không đi học cái người bạn đó mới đưa tay lên ngoắc ngoắc đi đây chơi nè đi đây chơi nè vui dữ lắm đi đi lẹ lẹ cái gì bạn bích chỉ hỏi được hai chữ cái gì thôi thì đầu óc nó quay cuồng hết trơn nhưng mà vẫn cảm giác được là mình đang đi theo cái người bạn đó Có điều đi được một đoạn á Thì tự dưng thằng Trí nó nó, nó nó trở lại hay gì đó Thì thấy được đó không phải là bạn mình Mà là một cái bóng lạ quắc lạ quơ luôn Trước giờ chưa bao giờ gặp Em Bích mới định là, là, là sững người đó rồi Định quay trở vô Tại vì người này lạ mình đi theo làm gì thì bất ngờ cái người đó lại tiếp tục quay mặt lại dòm em bích cười đi đi với tao thì nghe mấy chữ đó thôi cả người em bích là kêu bằng mất sức luôn và cứ như vậy tự động đi theo Vì lúc đó là mơ hồ thằng tâm trí là mơ hồ không còn nhận định được rồi lúc trước đó, đó thì còn biết được là mình đang đi nhưng mà từ cái lúc mà cái người đó quay mặt lại cười và nói ra cái câu đó thì em Bích không còn biết gì cả. Cho tới khi mà em Bích mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy đó. Thì thấy mình đang nằm ở giữa cái đường rầy xe lửa. Và nghe cái âm thanh từ xa. Đường có nghĩa là cái chiếc xe lửa đó. Nó chuẩn bị tới rồi. Tới khi mà em Bích cố gắng mở con mắt mình ra. Thì chỉ cách cái chiếc xe khoảng độ chừng hai trăm mấy ba trăm thước thôi mà xe lửa mà nó chạy rất là nhanh em bích vừa tỉnh dậy thì thấy cái trường hợp như thế đó thì quảng hồn quảng vía cố gắng định đứng dậy nhưng mà đứng không có nổi giống như thể có ai ghi mình xuống em bích vừa khóc mà vừa la ngồi dậy cố gắng bư vào cả lết cả lết luôn thì may mắn đó em lết ra được khỏi cái đường dày khi mà em ra khỏi cái đường dày thì khoảng cái tầm cách cái đường dày khoảng cái tầm 5 thước thôi là chiếc xe nó chạy tới. Lúc đó là em Bích quá hoảng sợ rồi. Chiếc xe vừa chạy qua là lật đặt. Chạy ngược về nhà, vừa chạy mà vừa khóc, khóc bù lu la khóc um sùm hết trơn. Về tới nhà thì mới chạy đi kiếm cha mẹ của mình thì mấy người ở sớm đó người ta thấy sao nhỏ này tự dưng chắc chưa mà nó chạy mà nó khóc lóc nó um sùm như vậy mà nó kiếm ba mẹ nó thì người ta mới phụ uh, đi ra và kêu cha mẹ của em Bích về đồng thời cũng giữ em Bích lại ở nhà luôn cha mẹ về tới nhà thì em Bích khóc khóc dữ lắm chưa có cãi được lúc đó là sợ mà khóc um sùm hết trơn thấy hồi cái bà con người ta bu lại đông quá đi thì mới cởi lại được thì em mới cởi là hồi nãy em gặp vậy 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 đó thì cha mẹ của em quảng hồn quản dí và ngay cái lúc đó đó là đi hỏi tha hỏi thăm những cái ông thầy khác tại vì từ cái khi mà năm lớp lớp 7 đó thì đã đi thầy có bói rồi mà cũng không có hết tới bây giờ chỉ qua mới, có một năm thôi mà xém chút á đã mắc mạng rồi bởi vậy cha mẹ mới sợ và đem em bích đi tìm những ông thầy nhưng mà theo cái lời bích chia sẻ là tìm thầy thì tìm thầy đi cũng nhiều chỗ lắm nhưng mà không có hết cứ lâu lâu thì lại gặp mà mỗi lần gặp là bệnh ít bệnh nhiều có điều thì không có gặp những cái trường hợp đáng sợ như vừa rồi mãi cho tới khi em bích hai mươi mấy tuổi đôi lúc á, em ngồi em đi chơi với bạn hay là em đi một cái khu vực nào đó thì hay thấy những cái dòng hồn nó phớt qua phớt lại điển hình như một lần á là bữa đó em đi chơi về cũng 6 giờ chiều thôi chứ chưa phải là tối đang đi trên đường bình thường đó Chỗ đường đó về tới nhà thì nó chỉ cách khoảng cái tầm 200 thước thôi là giờ tới nhà rồi thì bất ngờ khi đang đi á Tự dưng thấy một cái bóng Nó lướt thẳng ngang người vậy nè Ngang trước mặt luôn, cưới bên luôn chứ không có xa Nó lướt một cái dù qua và, và nó đâm thẳng vô cái bụi lùm nó bắt tiêu Hai mươi mấy tuổi thì đã nhận định được rồi Hồi trước tới bây giờ là à, những cái chuyện mà tâm linh mình thấy đó Thì em Bích đã biết là mình kiểu giống như là có cái căn âm có thể dòm thấy người âm không phải là mỗi lúc mỗi thấy nhưng mà những khi á người yếu hay là là, là tâm trí nó, nó không có được um, minh mẫn á thì nó sẽ gặp và mỗi lần gặp như vậy thì đều bị bệnh hết bệnh nhẹ bệnh nặng thôi chứ bệnh là chắc chắn sẽ bệnh gặp như vậy thì biết rồi chứ không phải những lần trước mà phải suy đoán cái này <laughs> hay nghĩ cái kia Em bích mê lật đặt chạy về nhà Chạy về nhà nói cho cha mẹ biết Thì cha mẹ lo lắm Lại tiếp tục đi tìm chỗ này chỗ kia Hỏi mà có ông thầy này ông thầy nọ là đi tới tìm nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại luôn Em Bích năm nay đã 30 tuổi rồi Nhưng mà theo như những gì em chia sẻ là em chưa có hết Có điều thì em không phải thấy những cái hình dạng gây rợn như mọi lần Mà lâu lâu á thì thấy những cái hình ảnh nó phớt qua phớt lại Mà thông thường người ta nói đó là ma đó Thì em biết mỗi lần mà thấy như vậy đó Thì về nhà bệnh Có khi thì bệnh dài ngày hết à, Cũng có khi thì bệnh lâu hơn à, Tới thời điểm hiện tại luôn Vẫn còn cái Cái sự mà nó tâm linh đó Ờ à, Em chia sẻ câu chuyện này cho bảo đó thì có nói là cũng hy vọng là có ai đó ở gần thì quê của em thì lúc nãy bảo đã giới thiệu từ đầu video đó đã có rồi. Thì ai ở gần mà có biết những cái chùa chiền gì đó hay gì có thể quá giải được thì giúp giùm em. À, anh thì anh rất là cảm ơn em đã chia sẻ câu chuyện này cho kênh của anh và cũng mong rằng á cái cái điều không muốn đó của em đó sẽ mau chóng quá giải được và trở lại cuộc sống bình thường. À... hay những gì mà bảo nói chuyện với em đó thì thấy em vẫn rất là bình thường thôi. Nói chuyện cũng là bình thường nhưng mà mỗi khi á em thấy cái gì đó thì em hay bị bệnh. Trong những cái trường hợp như vậy thì nó sợ lên các bạn, có nghĩa là cái nỗi ám ảnh đó. Nó cứ đeo đẳng nó sợ hoài à. lâu lâu thì lại gặp lâu lâu thì lại gặp những cái điều đó đó một người con gái thì khó mà chịu đựng lắm thậm chí đến cả chúng ta luôn những cái người lớn giống như bảo như vậy mà nếu mà liên tưởng đặt trường hợp là em á thì phải sợ lắm biết đâu khi mình ngồi không rồi mình làm cái gì đó một mình thì mình lại gặp mà mỗi lần gặp như vậy thì bản thân trong quá khứ đã có cái sự ám ảnh rồi thì hiện tại gặp thì cái nỗi sợ nó nhăn lên gấp mấy lần chứ không phải là đơn giản chỉ là một cái người mà gặp cái dông hồn đó uh, nó nhát hay là nó, nó nó phớt qua phớt lại đối với mình thì có thể đó chịu đựng được nhưng mà đối với em á trong quá khứ đã gặp rồi thì cái nỗi sợ nó sẽ nhăn lên gấp mấy lần mỗi khi mà em gặp có thể đó cũng là một cái tâm lý cái sự ám ảnh tâm lý á để cho em dễ bị bệnh thì anh hy vọng rằng á trước khi mà mình có quá giải được hay không thì bản thân em nên là cố gắng bình tâm lại để tránh những cái trường hợp đó. Rồi đó là câu chuyện thứ nhất của em Bích. Chúng ta sẽ cùng tiếp một câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì được chị Ngọc Ánh ở An Giang kể lại à, và sự việc diễn ra chính cha chị là người chứng kiến. thì bảo gọi đó à, do là ba của chị uh, thứ ba cho nên uh, bảo sẽ gọi là bác ba. Tại khu vực của gia đình bác ba sinh sống thì nó ở một cái đoạn đó là một cái bãi bồi. Cho nên là dù là nhà ở ngoài uh, lỗ chính đó, <laughs> ở ngoài mé sông đó nhưng mà phải đi xuống khoảng cái tầm một trăm mấy chục thước. Cái bãi bồi đó nó khá là lớn. Đi xuống một trăm mấy chục thước gần 200 thước thì mới tới mép nước và những cái bãi bồi thì biết rồi nước sẽ không sâu nó sẽ cạn từ 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 mà ra ngoài xa lắm nó mới sâu nhà của bác ba khi đó đó là chưa có nước máy và chưa có đường ống chạy nước lên luôn cho nên là khi mà xài nước đó là phải đi xuống dưới gánh mà gánh lên thì dùng cho những cái việc như là nấu nướng còn giặt giũ hay tắm rửa là toàn bộ đi xuống sông hết đi xuống sông làm để cho mình tiết kiệm nước thông thường á thì bác ba sẽ gánh nước vào buổi sáng sớm hay là buổi chiều khi mà mình đi tắm đó trước khi đi tắm thì gánh gánh cho đủ xong rồi tắm xong xuống sông tắm xong rồi lên nhưng mà hôm nay đó thì có một cái việc là sáng sớm Bác Ba phải đi làm cùng với những người bạn của mình Phải đi khoảng cái tầm là 4 giờ sáng Cho nên là bữa nay đã 7-8 giờ tối rồi à, Bác Ba cũng phải đi xuống dưới gánh nước sẵn Tại vì nước trong lưu đã hết rồi à, Sáng mai mình đi làm sớm không có ai gánh Trong nhà thì chỉ có bác Ba Với vợ của bác Ba Thì cũng là đàn bà mà Đâu có để làm cho mấy cái việc nặng nhọc đó được Còn chị Ngọc Ánh thì lúc đó vẫn còn nhỏ Bác Ba mới đi xuống dưới đó gánh nước. Mà cái đường từ nhà đi xuống dưới thì nó quá quen thuộc rồi, với lại lúc trước á bác Ba làm cũng khá là rộng, cho nên không cần đèn đuốc gì cả. Và bữa đó đó trời nó cũng có trăng, cho nên là nó sáng. Đi tới xuống dưới mép nước thì sẽ có một cái cầu. Cái ở dưới quê á mỗi một cái bến thì người ta đều làm một cái cầu để sinh hoạt nước nôi hàng ngày đó thì cái cái cầu này nè hiện tại thì nước nó lên thì nó sẽ lắp sắp cái mặt cầu nó vừa ngập qua cái mặt cầu thôi cái bác ba mới đi xuống nhưng mà khi đi xuống gần tới cây cầu đó chỉ còn cách khoảng 10 thước nữa thôi là tới thì bác ba dòm xuống dưới cây cầu thì thấy có một người ngồi ở đó do là nước ở đó nó nông cho nên là mình không có múc gần bờ nước mình xài là đem về để mà nấu ăn á thì sẽ không dám múc gần bờ phải đi ra ngoài cái đầu cái cầu á cái cầu đó từ mép nước dài ra thì khoảng cái tầm 7 thước ra ngoài cái đầu cầu đó thì múc nước nó mới cho nó mới sạch chứ còn ở trong bờ thì nước nó dơ lắm cái thấy có người ngồi thì ông ba ông mới nép sang một bên ông ngồi ông chờ tại vì cái người đó ngồi án nghe cầu đâu có đi ra ngoài cái đầu cầu được mà biết đâu người ta ở đó ta làm gì cũng định là lợi hỏi lắm hỏi giống như là ừ, ai ở sớm bắt chuyện mà nói chuyện luôn cho nó vui nhưng mà ông bác ba đó không dám hỏi vì một cái lý do là sợ ban đêm ban hôm nè có người người ta đi giải quyết bầu tâm sự đó người ta xuống sông người ta đi mà mình đi lại gần mình dòm xuống thì nó kỳ lắm cái bác ba mới ngồi trên đây nhưng mà cũng không có dòm nha cái khoảng cách bác ba là cách cái người ngồi với cái cầu đó là khoảng cái tầm mười mấy thước và cái người đó thì ngồi ở bên phải còn bác ba thì hướng mặt về bên trái tránh ánh mắt không có giờ người đó sợ lỡ mai mà người ta đi giải quyết là người ta ngại mà không biết là đàn ông hay đàn bà lỡ đàn bà thì cái nước mà xấu hổ lắm cái bác ba mới ngồi quay mặt đi và ngồi sau một cái cái cây cái cây đó thì không có lớn lắm nhưng mà đủ để cho cái người ở dưới người ta không có, có, có thấy kiểu cũng thấy đó nếu mà dòm kỹ thì cũng thấy đó nhưng mà bây giờ lỡ đi xuống rồi đã thấy người ta rồi thì bác ba mới nghĩ là cái người đó thế nào cũng thấy mình bây giờ mình có đi ngược lên đó, thì người ta cũng ngại là ngại thôi 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 giờ cứ ngồi gốc cây này gốc cây này thì mình dòm đi cái hướng khác thì cái người đó sẽ biết là mình không có dòm xuống bác ba mới ngồi đợi mà đợi lâu ơi là lâu luôn đến cả gần nửa tiếng đồng hồ mà cái người đó cứ ngồi y ở đó bác ba mới nói cái gì kỳ vậy ta nếu mà đi giải quyết hay là cái gì đó thì cũng phải mau chứ hồi nãy mình đi xuống mà là người ta đã gặp mình rồi lúc đó mình không có nghĩ là có người mình cứ đi xăm xăm xuống đáng lý biết mình ở đây đó phải đi cho lẹ chứ mắc cỡ đi cho lẹ chứ đâu mà ngồi hoài vậy thì nghĩ tới đó đó bác ba mới hướng cái mặt qua khỏi cái cây chút xíu là cố ý dòm xuống coi người đó có phải là đi giải quyết hay không hay là người ta đang giặt đồ hay là cái gì đó nhưng mà bác ba dòm kỹ 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 càng kỹ thì thấy người đó chỉ ngồi im thôi. Không hề mà mà đá động một cái gì hay là làm một cái hành động gì chứng tỏ người đó đang làm việc. Không có. Cứ ngồi im du một cục thử lượng như vậy đó. Thì lúc này là cũng ngợ ngợ rồi nha. Bắt đầu là suy nghĩ tới cái chuyện ma rồi. Nhưng mà bác ba là cái người gan dạ. Chưa có sợ. Nghĩ thì có nghĩ đó. Nhưng mà chưa có sợ. Cái bác ba mới nói lớn lên ai dưới đó đó ai dưới cậu ngồi hoài không lên đó thì không có tiếng trả lời nào cả bác ba lúc này mới chắc chắn rồi ma rồi chứ nếu mà cái người nào ở sớm thì khi bác ba lên tiếng hỏi đó thì người ta trả lời liền cái bác ba mới nghĩ trong bụng cái bến sông này hồi đó tới bây giờ tao xuống hàng hà mà hết chuyện mày nhát mày nhát tao cái bác ba mới nhặt những cái cục đất á bác ba, ba chọi xuống mà bác ba, ba chọi gần nha chọi gần gần cách cỡ một hai mét nào chứ không có dám chọi thẳng vô người chọi gần gần như vậy đó mà chọi thì chọi nước văng lên thì nó cứ ngồi ở đó ngồi cục thừa lừ luôn không có nhúm nhích gì hết cái bác ba suy nghĩ làm sao đó cuối cùng mới bẻ nhánh cây cái nhánh cây dài đó cũng gần hai thước đi xăm 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 xuống dưới đi tới cái đầu cầu mà nó vẫn còn ngồi đó nhưng mà lúc này bác ba dòm vô thì dòm không có thấy rõ hình dạng chỉ thấy là một cái cục đen thùi lùi ngồi thôi cái bác ba mới cầm cái cây dơ lên nhá định định quất chưa có ra tới đâu nó ngồi cái đầu cầu là cách bờ bảy thước mà bác ba chỉ đi mới có tới cái đầu cầu thôi thì còn cách nó xa lắm mà cái cây chỉ có 2 mét thôi gió không có tới đâu mà bác ba kiểu mà hù á cầm dơ lên định quất thì tự nhiên nó nhảy một cái tẩm xuống nó nhảy một cái tẩm xuống cái bác ba giật mình là tại vì cái bóng này nó quá bự giống y như người vậy đó cái trời 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 có khi nào ai đó tự dặn không ta thì lúc này bác ba không có nghĩ tới cái chuyện ma mà bác ba nghĩ là ừ giống như có người muốn tự dặn cho nên là ngồi ở đó mà không trả lời mình tiếng nào bác ba mới la lên thì ở xéo cái đoạn chỗ cái cầu đó xéo đi khoảng cái tầm 200 thước thì ở đó cũng có mấy cái nhà người ta nghe bác ba la người ta mới ao ao chạy lại thì bác ba mới nói cởi lại hồi nãy tới giờ nhưng mà lúc này đó cởi là bác ba đã ở dưới nước rồi đang lặn hợp ở dưới nước á chỗ ngay cái đầu cầu luôn ngay cái đầu cầu đó thì nói là bảy thước ra ngoài chứ thật ra nó, 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 cái chiều sâu nó khoảng cái tầm ngang ngực à người ta chạy tới thì người thấy bác ba đang lặn hợp ở dưới có người tự tử, tử có người tự tử, tử. À, ông la lên như vậy thì mọi người trên đây người ta mới nhào 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 xuống để mà tiếp nhưng mà bác ba thì nghĩ trong đầu á chắc là chết rồi hồi nãy tới bây giờ mà không có thấy tròi lên thì chắc là chết rồi mọi người mò là kiểu như mò xác thôi còn những cái người mà người ta nghe động người ta tới đó thì lặt đặt có người thì chạy về kiểm tra coi con cháu của mình có đầy đủ trong nhà hay không thậm chí có những cái đứa mà nó đi chơi đó cũng phải chạy đi kiếm nó coi phải là nó có đi chơi hay không hay là nó là cái cái người mà, mà giống như cái lời của bác ba là là tự giận tại vì cái lúc mà nó nhảy xuống đó nha là bác ba thấy rõ ràng y gian như người luôn không có gì khác hết chỉ có cái người này là mặc cái đồ hơi tối tối thôi màu đen nó tối thôi mới suy nghĩ là ừ, chắc là cái người này muốn tự tử mà thấy mình ngồi dình hoài không có chịu tự tử là cuối cùng mình lại gần luôn thì cái người này mới nhảy xuống tự tử lúc đó là bác ba nghĩ như vậy cho nên là cả sớm mò mò hoài không thấy Mò hoài không thấy thì lúc này là bác ba nói rồi 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 Chắc không phải người mấy ông ơi chắc ma rồi Thì lúc này bà con người ta cũng nghĩ đúng như bác ba vậy đó Bây giờ là ma rồi chứ không phải là người tự tử nữa Ban đầu á thì giống như là bác ba la có người tự tử thì lúc đó người ta chưa có sợ Mà tới khi bác ba nói rồi là ma rồi đó thì đa phần người ta sợ Và lần lần mọi người mới kêu nhau là thôi đi lên đi tại vì ma dưới sông là chỉ có ma da thôi lớ quớ lớ quớ dưới mò mò nó loi dò đó thì ai cũng sợ và người ta đi lên nhà bác ba lên nhà rồi thay đồ này nọ xong á bà con hàng xóm người ta cũng lợi nói chuyện này nọ người ta hỏi cái chuyện nãy sao 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 cũng tò mò thì bác ba cũng kể là y như vậy đó bác ba cũng nói là ban đầu thì cứ nghĩ nó là ma ngồi đợi hoài mà nó nó cứ ngồi im vậy hoài nghĩ là nó là ma nhưng mà khi đến gần á, thì nó giống như người vậy đó y dáng người luôn và nó nhảy xuống thì thấy nó nhảy xuống như vậy tôi sợ là người tự dặn tôi mới hô quán bà con mà ai ngờ mò sớm giờ nước ở chỗ đó thì nó nông mặc dù nó, nó, cách bờ khoảng 7 thước mà cái mùa đó nước lên á cho nên là nó không có sâu bao nhiêu hết nếu mà có người tự tử bảo đảm mình mò sẽ thấy vậy mà mò hoài không có thấy nhưng mà qua cái lần này rồi là bà con người ta lạnh sống lưng hết tại vì nè ma mà ma da mà nãy giờ mình mò mò cũng may là nó không kéo dò ai chứ thôi nó kéo dò là có người chết nữa rồi có điều là bác ba thắc mắc á hồi trước đến giờ đó chỗ này không có ma không có thấy ma nhát gì hết mà sao lần này lại có nhưng mà cái chuyện cái thời điểm đó đó cái người mà chết trôi xong á cũng khá là nhiều thì có thể là cái dông nào đó nó chết rồi nó trôi xong rồi nó bá vô đâu đó gần đây rồi nó ở đây cũng không chừng chỉ nghĩ như vậy thôi cái khi mà mọi người về đó bác ba là cái người gan dạ ông không có sợ ông mới quyết định đó là đi ra đó nhưng mà lần này ông đi ra thì ông có dẫn theo con mực nhà có nuôi có con chó mực dẫn theo con mực mặc dù có dẫn nha nhưng mà đi xuống thì ông coi có phải là ma không nếu là ma là thế nào nó cũng hiện lên nó nhát mình nữa thì ông ôm con mực á con mực lúc đó nó còn nhỏ ông để trong cái túi sách ông khép mỏ nó lại không cho nó sủa ông cầm ông để phía sau ông đi ông đi đi xuống tới dưới gần cây cầu cũng cái khoảng cách cách cỡ mười mấy thước thì ông lại gặp một cái bóng đen thùi lùi ngồi cục thùi lùi với đầu cầu nữa ông nói rồi 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 nó rồi chắc nó rồi ma rồi chứ không có còn người gì nữa chứ á cái ông mới ôm cái con chó mực ở trong cái vỏ phía sau nè ông gỡ ra ông mở cái mỏ ông chạy xuống ông đánh con chó cho con chó sủa thì khi mà ông đánh như vậy cái nó hết hồn hay gì đó không biết nghe mà nó nhảy một cái chụm xuống nước luôn nó nhảy là nó mất tiêu luôn mà thấy nước quẩn 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 nha chứ không phải là không có quẩn cái bác ba mới đứng đó một hồi không có thấy nó hiện lên nữa bác ba mới chỉ xuống nước nó mày ở đâu á thì mày đi đi mày đừng có ở sớm tao mà mày phá cái bác ba mới đi về thì khi mà sáng hôm sau bác ba đi làm á tới khi mà đi làm về á là lúc đó cũng khoảng cái tầm 7 8 giờ tối rồi. Thì có nghe là có một người gặp nữa chứ không phải là là chỉ bác Ba thôi mà cái người này gặp nè, là lúc gặp lúc 6 giờ mấy á. Đi xuống phía sông định tắm mà ở là ở cái bến của họ nghe, cái bến của họ thì cách cái bến của cây cầu nhà bác Ba đó là khoảng cái tầm hai mấy thước. mới bữa trước nghe bác Ba nói là có cái cái có ma da ở dưới cây cầu bây giờ người ta sợ người ta đâu có dám là cái bến đó người ta ở bến người ta người ta tắm nhưng mà tắm thì ông này ông cũng không có dám nhảy xuống nước nữa ông chỉ lấy ca ông sói thôi Mút nước ở dưới lên thì sói lên đầu thôi vậy mà ông dòm lại thì ông thấy ông quản hồn chạy lên thì nghe cái người đó kể như vậy đó bác ba mới nói ha ha rồi 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 được rồi bà, bà con cứ yên tâm để tôi cái bác ba mới vô nhà ăn cơm này nọ tắm giữa trên nhà luôn không xuống xong tắm rửa cho nhà xong hết rồi đó thì mới kêu là à, vợ của bác ba đó dỗ cho con ngủ còn bác ba thì ông đi ra phía sau nhà ông lấy những cây búa rồi ông chặt mấy nhánh cây rồi ông lấy cái dèm cái dèm mà màn cửa cũ á ông mới đi xuống dưới mấy sông mà ông đem theo con chó mực lần này thì ông đi xuống ông không có gặp nó không có gặp nó hiện cục thụ lù lên cái cây, cái cây cầu nữa nhưng mà ông đi tới cái đầu cầu đó cái chỗ mà mép nước nước có lớn á cũng không có lên tới đó thì ở đó ông đóng xuống bốn cái cây cây ông che cái miếng dèm lên rồi ông đóng cái cây cọc bự ông cuột dây dây xích ông cuột con chó lại để y đó để ngay mấy xong luôn không đem con chó lên à, còn bốn cái cây ông đóng xung quanh là để ông che cho con chó làm khi tối xương đồ nó lạnh ông cũng thương con chó lắm đó, thì ông mới đợi con chó ở trên cái đầu cầu đợi ngay đó ở cách mặt nước không có để cho nước lớn cỡ nào cũng không có thể nào ngập lên trên được nào mà đợi con chó đó đó rồi ông chỉ xuống mấy xong ông nói tao cho mày nghe từ đây sắp tới nè không có được ở đây nữa mày mà khơi khơi là con mực tao nó cắn mày chết ông chỉ nói vậy thôi xong rồi ông đi lên thì đến khoảng gần sáng là ông đi xuống ông đem con chó về nhà ông cho ăn cho uống đầy đủ hết trơn á và đêm nào cũng làm như vậy hết có điều thì cái bến này nè Đã xảy ra cái chuyện này rồi thì không có ai dám xuống tắm Dù là giấc chiều Giấc trưa gì cũng không ai dám xuống tắm hết Cái bác ba mới Làm y như vậy đúng một tháng trời luôn Thì quả thật là mỗi khi mà bác ba Buồn buồn á, ông không có sợ Buồn buồn cái ông đi khi khi ông ra ông coi có, có xuất hiện hay không Thì hình như là có con chó nó không có xuất hiện Sau đó thì khoảng một tuần lễ sau ông cũng để ý nữa ông không có còn con chó nhưng mà ông để ý thì ông không có thấy nhưng mà cái việc nó lại xảy ra như thế này để con chó đó một tháng không thấy qua một tuần lễ để ý cũng không thấy thì cái bữa đó đó bác ba đi nhậu về mà buổi chiều á nghe là bác ba đã có hơi bệnh trong người rồi yếu rồi nhưng mà thấy bạn bè rủ quá thôi cũng dáng đi nhậu mặc dù là vợ của bác ba khuyên là thôi bệnh hoạn đừng có nhậu mà ông thấy bạn bè kêu quá thì ông qua ông cũng uống nhưng mà sức khỏe yếu thông thường uống được nửa lít đi thì lúc đó uống có một xị là ông nghĩ nhưng mà một xị đó cũng đủ làm cho ông mệt rồi thì ông đang đi dời ông đi dời cái đoạn đường mà đi qua cái nhà người nhậu đó thì cách đó khoảng cái tầm 200 thước à gần lắm vợ của bác ba với lại cái đứa con nhỏ đang ở trong nhà ăn cơm Lúc đó là khoảng cái tầm 8 giờ mấy Tại vì cũng định là 7 giờ ăn cơm đó là chờ bác ba về Nhưng mà ba nhậu lâu quá đi Thấy vậy 8 giờ mấy mà ăn cơm trước Thì hai mẹ con đang ăn cơm thì bất ngờ Bác ba từ phía bên ngoài á Không có vô nhà Đứng ở ngoài mà gừ 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 cái mặt gừ gừ Mắt láo liên lao liên lao liên chớp 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 vậy đó Lấy cái tay á đập vô cái cây ở trước nhà cái cây trứng cá Có trọng cây trứng cá ông lấy cái tay ông cung lại ông đập vô cái cá. cho mày chết cho mày chết một tay thì đập vô cái trứng cá còn một tay thì xè ra giả vô mặt mình giả liên tục luôn thì giờ bác ba mới hết hồn mới dí chạy ra tưởng là ông này ông xỉn rồi giờ cái kiểu mà ông quậy quọ vậy đó nhưng mà dòm vô thì không có phải cái ánh mắt kêu bằng thấy chồng trắng không chọn lên vậy đó một tay thì tay phải á, thì đấm vô cây trứng cá còn cái tay trái thì xè ra giả vô mặt mình liên tục gầm gừ gầm gừ nhưng mà nghe rõ chữ là chỉ nghe được mấy cái chữ là cho mà chết, cho mà chết luôn. Đó. thì con mực á nghe, nó ra nó sủa kiểu bằng âm um trời và nó đứng nó án ngay cái đường đi xuống á, cái đường đi xuống dưới mấy sông á. Cái đường 2 m bề ngang đó đi thẳng xuống dưới, dưới sông đó. thì con mực nó đứng ngay đó nó sủa bác ba mỗi lần mà ông đấm vô cây trứng cá xong đó ông định chạy lại đi xuống dưới mấy sông thì con mực nó đứng nó chặn nó sủa thì ông giật ngược trở lại ông không dám đi xuống nữa thì ông tiếp tục ông đứng ông đập vô cái cây trứng cá lúc này là dướm máu chảy máu ra luôn chứ không còn dướm máu nữa thì vợ của bác ba với lại cái đứa con gái này, nó khóc nó nhỏ nó không biết nó khóc um sùm hết trơn á cái bác vợ của ba mới la lớn lên thì những cái người nhà gần ở đó người ta chạy qua người ta tiếp chạy qua mà phải năm sáu người á lực lượng mới giữ lại được bác ba lúc này nó gầm gừ làm ghê lắm nhưng mà có người biết á người ta lại người ta ôm một chấm mực người ta thấy lên người ông luôn thì ông la ớ ớ xong rồi nó sức ra nó sức ra thì ông ba à, bác ba tỉnh dậy đó ông ngơ ngơ ngát ngát ông nói ủa sao mà sao tôi mệt quá tay chân tôi đau nhất như vậy ai làm gì tôi vậy thì bà con với lại vợ của bác ba mới cởi lại thì ông nói trời ơi tôi có biết gì đâu Tôi đang đi dời gần tới nhà rồi tự dưng cái đầu óc nó quay cuồng hết đó chứ đó, Thì bà con người ta mới nói là do ông đó, bình thường không có sợ ma Rồi ông làm cái chuyện con chó ông để dưới mấy sông á Giờ bây giờ ông yếu trong người nè Ông đi nhậu nữa cái sức khỏe ông nó yếu Cho nên là nó, nó nhập vô ông đó Mà chắc là tôi để ý kỹ nha Chắc là nó muốn đem ông xuống sông á Mà hên con mực nhà ông á nó, 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 nó chặn ngang đường nó sủa rồi vợ ông la lên rồi bà con mới tới nè thì sau khi mà biết cái chuyện đó đó thì bác ba cũng tin là mình bị nhập sáng hôm sau thì bác ba phải đi hỏi thăm người ta tới gặp một ông thầy thì cái ông thầy này đó ông khẳng định là bác ba đêm đó bị nhập và ông đi theo về nhà đi xuống mấy sông luôn thì ông làm một cái lễ ông cúng rồi nói chung cũng quăng con gà con vịt gì đó cái cái lễ cúng đó thì quăng xuống sông rồi ổng có làm cái cái pháp của ổng sau khi mà làm xong thì cởi từ đó cái dòng ma da chỗ đó nó biến mất nó không hề xuất hiện nữa à, bác ba là cái người mà không sợ ma đó và chính bác ba đã đem con chó xuống dưới đó vì đó mà bị nó quở và kể từ đó thì bác ba mới suy nghĩ rằng là mình làm cái gì làm cái việc tâm linh mình không biết thì không nên làm làm đại giống như kiểu bác ba đó làm xong rồi cái nó thù nó thù bác ba tại vì mình không biết chuyện tâm linh mình nghĩ là mình không sợ mình muốn làm gì thì mình làm mặc dù là cũng có cái ý tốt để cho đuổi cái dông này đi cho bà con ở sớm người ta không bị nhát nhưng mà do mình không biết đó thì vô tình gây nên cái sự thù hằn đối với cái dông ma gia ở đó và nó đi theo bác ba nó đợi khi mà bác ba yếu trong người á thì nó, nó, nó nhập vô giống như là à, âm thịnh mà dương suy đó thì nó nhập vô nó nhập vô và nó hành bác ba thì câu chuyện á, của bác ba đến đây là kết thúc à, rất là cảm ơn chị ngọc ánh đã gửi về câu chuyện à, bà thấy là khá là hay rồi bây giờ thì à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo